Hey. Người đẹp bây giờ Em là chào sao? chị, chúc chị một buổi sáng thật là vui vẻ. Người đâu mà kỳ cục. Nghĩ là sao sáng sớm gặp mặt cô là tôi đã không vui vẻ rồi. Ôi giời ơi, ôi sao cái văn phòng bên kia sao không ở qua bên văn phòng này? Cái văn phòng bên kia úp sọt một cái là vào thẳng cái công ty. Cái văn phòng này phải lên cái thang máy. Ôi giời, nó trong trên nó làm trong hết cả mặt. Ôi giời. Con ở đây con trực cái lễ tân này thì bác vô đây bác muốn gặp ai, bác làm cái gì bác phải thông qua con chứ, phải bước qua xác chết của con À, chứ. thì ra là thế. Này, tôi xin tự giới thiệu với cô. Tôi là bố của cô Mai. Con Mai nhà tôi á, nó là người yêu của sếp Hùng. Biết điều đi. Nhá, ba. Cái gì? Bác à, nếu như mà con nói chuyện với bác làm ơn bác Trời. đứng một chỗ thôi, bác có đừng có nhồi quá nhồi. Không, thì đây là công ty, đúng không? Mày thì mày ngồi một chỗ vì mày là lễ tân, còn tao, ôi giời, tao có ghế đâu, tao ngồi đây. Thì thế mày muốn tao ngồi đúng không? Tao Này, con nói cho bác nghe, bác cũng biết nói là tương lai đúng ngồi. không? Mà tương lai là cái điều nó chưa xảy ra. Chưa xảy ra là chúng ta chưa biết, mà nó đã chưa biết rồi á thì chúng ta có thể thay đổi được, mà đã thay đổi được thì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Này, này cái con kia, mày đừng có hồ đồ như thế nhé. Ý mày bảo con gái tao là coi như là tương lai nó là không bao giờ lấy được sếp Hùng chứ đúng không? Mày chủ ẻo con tao là sao nó ế chồng đúng không? Này mày nha, nha. Dạ. Nếu một lần nữa cô chủ ẻo con tôi nhá, thì cô biết tay với tôi. Tôi sẽ cho cô một trận nha. Bác Lấy Hà cái bình gì? tĩnh lại bác Hà, con Cái trời ơi này có là cái gì gì? vậy, Cái này là Oscar đúng không? Oscar gì ở đây bác Hà, bình tĩnh lại đi, con xin lỗi Bình bác tĩnh coi cái như gì hả? thôi, coi như là con xin lỗi bác đi, không phải là con trù ẻo mai của bác đâu, nhưng mà con nói bác nghe, bác bỏ cái Oscar xuống, à không, cái tượng xuống lại chỗ cũ, em cứ phải bác Ở đây đúng quên. không? Dạ vâng, Rồi, có gì nói. nè con nói cho bác Bây giờ nghe. cho tôi đứng hay cho tôi ngồi? Dạ tùy bác thôi. Thì ngồi nha. Ngồi Rồi, đi ngồi đi nói chuyện dạ này. rồi. À, con nói thật sự là con nói cho bác nghe là vậy. Sao? Thật ra đó là anh Hùng á, ảnh chỉ quen Mai là sơ cua thôi. Anh à, nói thẳng ra là quen đỡ mùa mưa đó bác. Không có thật lòng đâu. Tại vì á, ngày xưa con cũng quen với anh Hùng nè, anh Hùng cũng dắt con về nhà ra mắt gia đình rồi chứ bộ. Cái gì? Cô nói cái gì? Cô và thằng Hùng ngày xưa có quen nhau hả? Dạ, quen nhau hai người yêu nhau thắm thiết lắm. Rồi á, từ khi mà Mai con gái của bác vô đây làm nè, anh Hùng á mới thay lòng đổi dạ với con đó. Thế hóa ra là con gái tôi có lỗi với cô à? Không, mình nói có lỗi thì tội nghiệp cho con gái bác quá, nhưng mà nói chính xác cái từ nó là hồ ly tinh á. Vậy là thằng Hùng lừa đảo à? Hả? Đúng không? Còn có Dạ thấy như thế không? Lúc trước cô quen thì cô có thấy nó có lừa đảo cô không? con á, lúc trước con đang yêu nhau thì làm sao mà mình thấy được, nhưng mà sau khi á mà hai người không còn yêu nhau nữa thì con mới phát hiện ra bộ mặt thật của anh Hùng á. Ôi trời ơi, chết con gái tôi rồi rồi. Ôi chết rồi rồi. Bác ơi, bác đừng có Ôi buồn trời ơi, quá. nó trong sáng như thế. Mà bây giờ tưởng nó quen với một cái người rất là ngon cơm, hóa ra là một cái thằng lừa đảo. Ôi tôi chết rồi, tiêu đời con gái tôi rồi rồi. Ôi. Thôi thế này nha. Cho dù là nó quen với một cái thằng lừa đảo như thế, nhưng mà tôi cũng cảm ơn cô nhá, vì cô nhắc nhở tôi cho nên Dạ. tôi mới biết là cái thằng Hùng nó lừa đảo nhá. Thôi Dạ. bây giờ như vậy đi nhá, tôi đi vào trong tôi kiếm cái thằng Hùng tôi tẩn cho nó vài phát. Tôi đi vào tôi cúng con Mai và tôi gặp cái thằng Hùng tôi tẩn cho nó vài Không, phát không, 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 bác đừng hả? đi, bác đừng đi. Bác ơi, bác phải thương con chứ bác. Bác ơi, con kể cho bác nghe cái chuyện này đó. Mà bác đi kiếm anh Hùng, mà bác quýnh anh Hùng á. Rồi anh Hùng nói con là nhiều chuyện với bác. Rồi anh Hùng đuổi việc con thì sao? Rồi rồi rồi, thôi 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 thôi, tôi biết rồi. Thôi thôi mà, thôi thôi, cảm ơn thôi mà đừng có khóc nữa. Ôi giời thôi, quên quên quên. Ôi tôi trông cô tôi tưởng con gái tôi. Ôi thôi tôi biết rồi, tôi không vào tôi nói chuyện đấy nhé. Ai mà làm thế, đúng không? Người lớn mà làm ơn mắt oán sao được đúng không?
Rồi, không vào gặp sếp Hùng, đi vào gặp con Mai nhà tôi nha. Dạ, bác ơi, thật ra công ty mình thì có quy định là không có cho nhân viên mà gặp gỡ người ngoài. Nhưng mà hôm nay con thấy thương bác, con thương Mai. Cho nên con phá lệ một lần á, bác cứ vào gặp Mai đi nha bác. Ôi giời ơi, ôi sao mày đẻo thế? Mày chính ra mày rất đẻo đấy. Ôi giời ơi. Ô bác ơi, bác đang khen hay chửi vào mặt con vậy? Định ăn một mình hả? Đừng có mơ. Chị mà không ăn được thì chị cũng phá cho thôi. Để coi ai thắng ai. Xin lỗi cưng à, gừng càng cay thì muối càng mặn. Cái phòng con Mai nó nằm ở chỗ nào ấy nhỉ? Trước cái công ty á, úp sọt một cái là vào đúng ngay cái phòng nó. Bây giờ cái sang cái công ty mới thì bây giờ nó nhoằng loằng ngoằng loằng ngoằng, chả thấy cái phòng nó chỗ nào. Mai. Sao? Ôi trời ơi. Sao bố lại đến công ty của con? Thì bố là bố của con, bố không tới được à? Vâng, con biết bố là bố của con, thế nhưng mà bây giờ mọi người đang làm việc, ai lại dẫn người thân lên đây? Okay, bố tới đây bố gặp con, bố nói cho con một cái tin đây này. Tin gì ạ? Thằng Hùng nó lừa con cả đời đấy. Bố nói cái gì đấy, ai lừa ai? Bố nói thằng Hùng nó lừa con cả đời con đấy. Anh ấy lừa con cái gì? Rồi, thôi đi về đi, có gì mình nói chuyện sau. Hôm nay bố không nói rõ cái chuyện này, bố không bao giờ bố về nhá. Wow, thôi rồi bây giờ bố muốn nói gì nói nhanh lên. Mày có biết là thằng Hùng lúc trước nó có quen ai không? Trời ạ, cái chuyện của anh ấy liên quan gì đến con? Ôi giời ơi, tôi chết rồi, trời ơi. Con biết trả cái, quen với người ta mà không biết người ta có bồi lúc trước là như thế nào hả? Rồi mới mốt sau này nó cắm vào cái sừng cho mày, mày như thế nào hả con? Trời ơi, cắm sừng con, đầu con cứng lắm, không ai cắm sừng được cả. Trời ơi, tao bảo cho mày biết này, tao ấy, tao mới nghe được cái chuyện này. Thằng Hùng đấy, ngày xưa nó cặp với một cái con mà, cái con tiếp tân gì đấy. Sao bố biết? Chính miệng nó nói. Này, nó nghe người ta bảo là tình cũ không sửa cũng tới à? Hả? Ngày xưa chúng nó quen nhau thắm nồng lắm con ạ. Nha. Ai đấy ạ? Thì cái con mà quầy tiếp tân đấy, cái con mà lượng đấy, cái con mà bố không bao giờ bố ưa con đó nhá. Còn đấy đấy. Bố nhiều chuyện quá. Ôi, tổ sư mày. Nhờ tao nhiều chuyện đấy tao mới biết được là cái thằng Hùng nó lừa mình như thế nào nhá. Nhưng mà bố cho mày biết nhá, mày á, mày phải làm rõ cái chuyện này, chứ nếu không á, sau này mày hối hận nha, mày đừng có khóc với trả lóc với bố nhá. Vâng, con không khóc đâu. Thôi chuyện của người ta đấy, chuyện thì cái chuyện quá khứ đi, bây giờ con chỉ quan tâm đến hiện tại thôi. Thì đúng rồi, ý bố bảo là như thế, đúng là thằng Hùng ấy, là cái chuyện đấy là quá khứ thôi. Thế nhưng mà nếu mà anh Hùng anh có xấu xa như vậy thì bỏ luôn đi, bố việc gì phải tiếc. Không phải là bố tiếc gì đâu, ý bố bảo là coi như là nó có bồ là coi như là quá khứ, đúng không? Tuổi trẻ mà ai mà không nông nổi, đúng không? Thì coi như là ngày xưa là nó quen với con tiếp tân đấy thì chẳng qua là nó hương hoa thôi, nó qua đường thôi. Còn bây giờ thì là coi như nó thương con thật tình đấy, quá khứ của nó thì cứ bỏ qua, ý bố bảo thế đấy, hiểu không? Vâng ạ, con đã hiểu rồi, đã quán triệt tư tưởng rồi, xong chưa? Chưa xong đâu. Bây giờ là coi như là bố phải nói với con biết cái chuyện này để mà con đề phòng cái con tiếp tân đấy, hiểu không? Bố đi vào bố gặp sếp Hùng cái. Thế bố đi vào bố gặp để làm gì? Bố bảo bố nhắc nhở nó cho sống cho nó đàng hoàng. Ôi bố ơi, tôi chuyện của người ta bố đừng có xen vào, khổ quá. Thế tao là bố, mày không cho xen vào là như thế nào? Ý bố có làm cái gì đâu, đúng không? Bố vào bố nhắc nhở nó thôi. Mà mày cũng lạ thật đấy, mày là đàn bà, mày không giống u mày tí xíu nào hết đấy. Ngày xưa nhá, bố này, bố chỉ cần nói là bố có gái ở phía ngoài, bố có bồ ở phía ngoài thôi là u con nhảy dựng lên như thế này này. Ôi trời ơi, ông giết tôi đi, mày phải ghen như thế thì mày mới giữ được chồng, hiểu không? Giống như là bây giờ mày như thế chẳng khác nào mà giống như là mèo mà dưng mỡ lên cho người ta đớp à, đúng không?
Nè, cái bác kia, từ nãy giờ tôi đứng tôi nghe, tôi tức bác dễ sợ nha. Gì, bác nói đớp gì, đớp ai đớp, hả? Ừ, tao có cái gì đó cho mày đớp hả? Mày đớp cái thằng con rể của tao, cái thằng hùng đấy. Mày liệu hồn, mày đánh xa cái thằng hùng của tao ra. Tôi nói cho bác biết nha, tôi nói cho bác biết nha, bác già rồi mà, bác còn già chuyện quá. Ừ, tao già chuyện như thế đấy. Con người mà có tôi, tự nhiên cái hôm lánh xa ra thằng hùng của tôi ra làm như là anh hùng là của riêng một mình bác vậy đó, đúng là thấy xa bác quàng làm họ. Này, tao cho mày biết nhá, mày nói ai thấy xa bác quàng làm họ? Tôi nói bác á. Ôi giời, thấy xa bác quàng làm họ là cái chuyện thường. Tao thấy cái cầu của tao bắt qua luôn á. Trời ơi, vậy là cái gì là ba của cô nói là ba của cô là người à? Người cháo trở. Tao người à, thức dưỡng. Tao cháo trở như thế đó, bây giờ mình làm cho tao cứ thức dưỡng như thế đấy. Có gì đâu mà xấu hổ. Thức dưỡng. Một con gái tôi là trời ơi. Trời ơi. Nè. Cô nói cho bác tính ra chưa? Sao? Bác đừng có tưởng ra bác làm được, tôi không làm được nha. Cái con này. Hai người bình tĩnh có được không? Hai người bình tĩnh giùm tôi được không? Đây là cơ quan, không phải là cái chợ mà cãi nhau ông sòm như vậy hả? Ê, nó có muốn đâu, tất cả là tại cái bán này nè anh Hùng. Hai người muốn cãi lộn đi ra ngoài, cãi lộn đi. Đi, bây giờ tôi với anh bác đi đâu? Đứng lại! Đứng lại, chị Hiền. Ai bếp cô ra ngoài khi tôi chưa cho phép hả? Anh mới nói. Cô chả treo nữa hay sao? Cô giúp mặt phải nể mũi chứ. Cô vừa phải thôi. Tôi đã nghe Mai nói hết mọi chuyện rồi. Tất cả mọi người xúm xúm lại bàn tán chuyện tình cảm giữa tôi và Mai. Tôi tuyên bố cho mọi người biết, từ hôm nay về sau, mọi người xíu vào chuyện tôi và Mai nữa, tôi kỷ luật đó. Nhất là cô đó. Người ta nói á, tính hâm hâm nhưng biết quan tâm người khác, tính hay dỗi nhưng biết xin lỗi lúc khi cần. Mà cô á, không có xin lỗi, không biết quan tâm người khác. Mặt phải nhảy mũi chứ. Đẹp mặt chưa nào, ôi trời ơi. Biết rồi. Bác, con xin lỗi bác. Đó, vậy phải tốt không? Bác, con nói nghe nè. Gì? Bác đừng có giận con nha. Con xin lỗi bác. Nhưng mà con nói bác nghe, anh hùng là của con. Này, cô Hiền. Này, cô liệu hồn nhá, cô tránh xa cái thằng hùng ra nhá. Bác à, cô xin bác bình tĩnh giùm đi. Cô thấy thế này bác, nếu sau này có chuyện gì á, bác cứ kêu con ra. Con và Mai, bác nói riêng, đừng có tới công ty mà làm ôm sòm như vậy. Mọi người nhìn vô nhìn ra kỳ lắm. Cái là chuyện cá nhân, không có liên quan đến chuyện công việc. Cho nên mình phải dàn xếp cho nó ổn thỏa. Chứ làm như vậy, ta nhìn vô thấy con và Mai thì có biết nói thế nào nữa bác à. Cái gì? Cậu nói tôi là mất mặt cậu à? Cái... Tôi làm phiền cậu à? Bác à. Thôi được rồi, tôi hứa với cậu, từ đây về sau tôi không bao giờ tôi đến công ty tôi làm phiền cậu nữa đâu. Cái ý của con là tôi về đây. Bác ơi. Bố ơi, trời ơi bố ơi, nào đó anh ơi, bố em bây giờ đang bị ngượng ấy, cho nên là chạy đi thế thôi, để em chạy theo em nói chuyện là bố em giải thích là bố em hiểu anh Mai, ạ. Mai, trời ơi, không biết phim này bao giờ mới tới hồi kết đây chứ.